giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Thường Tín lần đầu tiết lộ về người con gái không rõ tung tích, chưa khi nào nguôi ngoai nỗi nhớ. Vốn là một người nghệ sĩ đào hoa, thời còn trẻ có không ít những bóng hồng vây quanh cuộc đời của nam diễn viên Thường Tín. Bên cạnh vợ hiện tại cùng hai con, Thường Tín còn có một người con nữa nhưng đã mất liên lạc từ lâu. Sau nhiều năm, ông vẫn luôn nhớ về người con gái nhỏ này. Được biết, Thường Tín có một cô con gái, con của ông với người phụ nữ tên Xuân, người có cuộc sống sang chảnh, giàu có. Điều đáng nói là khi biết tin mình có thai, tới tháng thứ 7, người này bỏ đi cùng với đứa con trong bụng, khiến Thường Tín luôn chật vật, suy nghĩ về vấn đề này. Mãi về sau, nam diễn viên bị động Sài Gòn mới biết rằng đó là con gái mình, nhưng người đàn bà lại chạy khỏi ông để đến bên một người đàn ông khác. Sau nhiều nỗ lực, nam tài tử điện ảnh Việt vẫn không tìm thấy thông tin nào về họ. Hiện tại, nam diễn viên sống cùng với người vợ kém 32 tuổi, cùng một bé gái còn nhỏ tuổi. Dù cuộc sống chẳng mấy khá giả, giàu có, nhưng Thường Tín vẫn chăm chỉ kiếm tiền lo cho cả hai. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng biết đến ca sĩ Bùi Thanh Tùng, con trai ruột của diễn viên Thường Tín. Chỉ kém vào hiện tại của ông khoảng chục tuổi. Được biết, anh chàng Thanh Tùng ra đời là kết quả của mối tình giữa Thường Tín và người vợ đầu tiên của ông. Mặc dù là diễn viên được đánh giá cao, nhưng đời tư của Thường Tín lại không ít những thị phi. Ngoài câu chuyện có nhiều vợ, ông cũng từng vướng phải những thông tin ham mê cờ bạc. Chính vì những sai lầm ấy, cuộc đời Thường Tín chẳng sung sướng nhàn nhã như bao người. Ở độ tuổi đáng ra được nghỉ ngơi vẫn phải lo lắng về mấy chữ cơm áo gạo tiền. Thời gian vừa rồi, nam diễn viên ngã bệnh khiến không ít người hâm mộ xót xa. Ông cũng nhận nhiều sự giúp đỡ từ những anh em nghệ sĩ thân thiết và nhận nhiều lời động viên từ khán giả. Hiện tại, sức khỏe của Thường Tín đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng vẫn còn rất yếu. Diễn viên Thường Tín vẫn nhận được rất nhiều sự cảm thông và tình cảm từ khán giả. Bạn có cảm nhận ra sao về điều này? Hãy chia sẻ với chúng tôi ngay nhé! Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé!